Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ở kênh nấu ăn của mình nha. Thì hôm nay là mình vào bếp chia sẻ cho các bạn là một món ăn vặt ăn chơi cho đỡ buồn nha. Cái món này là món chuối sáp hấp với nước cốt dừa bột bán các bạn. Thì chuối của mình mua là chuối chuối sáp mà nó còn sống, mà mình không có mua cái loại luộc sẵn đâu nha. Mình lựa chuối già nè, ở ngoài cái vỏ nó rám rám nè các bạn. Rồi mình về mình để cho nó hơi chín chín xíu nữa rồi bắt đầu mình mới làm. Thì luộc lên như vậy á, nó có cái màu vàng rất là đẹp với lại dẻo nè, mà trong cái trái chuối nó có một cái hậu ngọt ngọt sẵn rồi, nó không có lạt như cái chuối mà mua mà xanh quá nha. Nhớ là mua chuối phải lựa cái chuối cái vỏ nó nám nám, nó có cái vết đen đen thâm thâm á các bạn, giống như là kiến vàng rồi nó bu á đó, là cái loại chuối đó rất là ngon. Cho dù nó sống nhưng mà các bạn luộc lên nó rất là dẻo và nó có cái độ ngọt của nó ha. Rồi bây giờ mình cùng vào bếp để thực hiện cái món ăn này nha. Ở đây là mình có 1 kg nè các bạn. Cái nải chuối này nó có 800 gram, cái người ta bỏ thêm cho đại đủ 1 kg luôn đó. Rồi một lon nước cốt dừa là 400 ml ha. Với lại 50 gram cái bột bán ha, các bạn, viên tròn tròn á. Mình ngâm 1 tiếng đồng hồ nha. Rồi 150 gram đường. Một ống vani nhỏ. Rồi với lại 50 g đậu phộng. Đậu phộng này để chút xíu mình rang rồi mình giã ra. Bây giờ mình sẽ cắt chuối ra mình đem đi luộc các bạn ơi. Đó, các bạn thấy cái trái chuối mình mua không? Nó có cái rám rám như vậy đó thì chuối nó mới ngon nha các bạn. Đừng có nhìn cái ở ngoài cái chuối nó đẹp đẹp nhưng mà thật sự nó không có ngọt như chuối này đâu. Mình mua phải biết lựa ha thì nó ngon. Nó hơi dẻo dẻo chứ đừng có để nó mềm quá nha các bạn nha. Nếu mà mình mua lỡ cứng quá thì mình về mình để 1 đêm. Rồi bây giờ mình rửa sạch rồi đó các bạn, mình xếp vô cái nồi mình chế nước vô nha. Mùi chuối rất là ngon luôn á. Cái chuối sáp nha, giống giống cái chuối sứ nhưng mà thật sự nó không phải đâu, nó là chuối sáp đó. Rồi mình cho nửa muỗng muối vào đây nè, mình luộc để chút xíu đó, trong cái trái chuối nó có cái hậu mặn mặn. Các bạn thấy không? Luộc chỉ có 30 phút thôi nha các bạn, không có luộc lâu ha. Là nó đủ chín rồi nè, nó nứt cái vỏ ra rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ lột vỏ nha. Ngon quá chừng luôn á. Này là lột ra là ăn luôn nè. Các bạn thấy cái màu cái trái chuối không? Nó vàng ươm luôn mà nó trong vắt luôn á. Ăn thua là mình mua cái trái chuối á các bạn. Mua nó cám cám đen đen vậy đó, à, nó ngon. Bây giờ mình lột ra nha. Mua nải chuối rất là vừa ý luôn á. Lâu lâu buồn làm những cái món này ăn nó đỡ buồn. Các bạn mua chuối này các bạn xào dừa cũng được. Rồi khi mà mình lột xong hết rồi á các bạn, bây giờ mình sẽ cắt mỏng ra làm ba ha. Đó, cắt mỏng mỏng vậy đó. Đó, ăn chưa? Sẽ trông rất là ngon, rất là dẻo luôn á các bạn. Rồi mình cắt làm ba được rồi. Vậy là vừa rồi đó. Đó, như vậy đó, ngon, ngon lắm á. Các bạn thấy không, làm được một dĩa có chừng lớn luôn nè. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi nấu nước dừa nha. Mình chế hết cái hộp nước dừa vào đây. Thì cái bột bán đó mình ngâm 1 tiếng đồng hồ được rồi nha các bạn. Các bạn cũng không cần phải ngâm lâu đâu. Tại khi mình bỏ vào đây nấu rồi nó mau mềm lắm. Nếu mà ngâm nhiều quá mà nấu lâu quá thì nó sẽ bị nở quá, nó không có ngon. Rồi bây giờ mình sẽ tráng cái lon. Mình tráng thêm khoảng chừng 100 ml nước nữa là mình đổ vào đây nha các bạn. Rồi cho đường vào luôn nè. Cho tí xíu muối nữa nha. Mình đổ luôn cái bột bán vào mình nấu chung luôn nha các bạn. Là mình ngâm 1 tiếng rồi á, bây giờ rồi mình tắt nước xong rồi mình bỏ chung vô luôn rồi nha các bạn. Nấu xong rồi mình mới bỏ cái ống vani nha. Đừng có bỏ liền bây giờ thì nó không còn ngon. Rồi bây giờ mình sẽ xếp cái chuối này ra dĩa nè. Đậu phộng thì mình cũng đã rang rồi. Thì mình sẽ cái đậu phộng thì nó dễ, mình cũng không có cần phải hướng dẫn đâu ha các bạn. Để rút ngắn thời gian á, thì các bạn cũng xem cho nó nhanh, cho nó dễ hiểu nữa. Đậu phộng thì nó không có quan trọng. Các bạn thấy nước dừa của mình nấu không?
Khi các bạn canh được cái hạt nó giữ nó trời nó như vậy rồi các bạn tắt lửa nha, đừng để nó khét phải quậy thường luôn á. Tại vì biết sao cái nước cái bột này mình có bỏ đường á, nó dễ bị cháy lắm, cho nên các bạn quậy xong xong á là thấy cái bột bán này nó nở là các bạn tắt lửa được rồi. À, rất là ngon cho đậu phộng lên nè. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video này nha. Chúc các bạn thành công với cái món chuối hấp nước cốt dừa bột bán.